tu lãng quạng này nào mà cứ đi mà ganh ghét với ông thầy Minh Tệ đó, coi chừng đi cực nhọc á, nhiều hơn đi cực lạc á. Cực lạc không phải vậy đâu, cực lạc phải là hỗ trợ cho ổng nếu mình có khả năng, hoặc là mình phải tạo điều kiện cho ổng để một bậc thánh tu. Đó, một cái là mình cứ xét đi, mình không cần biết ổng là ai hết, mình cứ xét đi. Bây giờ là đi bộ nè, đó đi bộ đi, đi đi đi, đi nổi không? Trời nắng vậy có thể đi nổi không? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa, mà ngủ nghĩa địa là nghĩa trang nè, mà nghĩa địa nghĩa trang á dễ ngủ hơn đó. Biết ngủ đâu khó không? Mấy cái nhà quan nè, mà đẳng cấp cỡ ổng thì không có ai phá nổi. Long thần hộ pháp người ta gia hộ hết rồi. Cho nên là mấy cái vị mà chết quan chết ức, mấy cái vị mà này kia nọ là phải dạt vô qua một bên. Vì ta tới đây ta độ các ngươi luôn đó, niệm A Di Đà Như Lai để mà giải thoát. Thì các vị đó ban đêm sẽ được ngài độ luôn. Cho nên khi ngài vô cái nghĩa địa đó là cái nghĩa địa lặng trang hết. Mà những người khi mà chưa nghe hồng danh của Đức Phật thì lập tức đến ngài để mà ngài độ. Ban đêm độ ngài, ban đêm độ đêm, ban ngày độ sanh, độ âm ban ngày độ sanh, ngày Minh Tại chứ không phải thì chuyện đơn giản đâu. Khi mà người ta ngồi ban đêm mà thiền định, chứ quý vị tưởng đâu khi mà con người mình ngồi kiết dài nè thì là nó ngủ rồi thì mình như cục bún không, ngã cái đùng liền. Chứ làm gì mà mấy vị ngồi được 5 giờ này, 5 giờ chiều ổng ngồi tới 5 giờ sáng là quý vị biết cái bậc đó đâu phải là bậc tầm thường tu đâu. Mà tất cả trên thế giới này người ta nghe là người ta khiếp liền. Tại sao người ta khiếp? Có nhiều người hô nhỏ kia nó nói làm gì ông Minh Tệ, cha mẹ hay làm gì lại không phải lại ổng, cô sai rồi đó, cô không có biết. Cái hạnh của người ta rất là lớn. Cái hạnh đầu đà là cái hạnh đầu đàn, mà cái hạnh đầu nhất của Đức Phật. Họ không có đối thủ hành được. Hôm nay 2700 năm có một bậc chân tu này để hành lại là quá tuyệt vời. Cái người khác người ta thấy ta khiếp sợ liền. Cho nên mấy ông kia là mấy ông thấy như vậy đó, mấy ông quá hồn. Mấy ông mới châm biếm cái ông này là cho ông văn. Nhưng mà mấy ông quá suy nghĩ, quá nông cạn, suy nghĩ quá dở, quá hẹp hòi. Mấy ông càng làm ông này cái hào quang của ông càng lớn như là cái biển Thái Bình Dương luôn. Chứ không có văn nổi, không có cách nào văn nổi. Đức Phật ngày xưa cũng vậy, bị phá biết bao nhiêu mà phá, nhưng mà đâu có văn nổi. Chánh pháp mà, trời ơi, tà làm sao mà phá chánh nổi? Cha phá chánh nổi thì đâu có chánh được. Cho nên là nhiều khi mấy ông sai, mấy ông dập cái ông này cho văn, nhưng mà sai lầm lớn, không có văn nổi đâu. Càng phá ổng càng lớn, nói thiệt, càng nói ổng càng lớn. Tại thậm chí bây giờ cái bản thân của ổng, tôi đố quý vị ổng nghe không? Nghe luôn đó, biết luôn đó, biết quý thầy phá ổng luôn đó. Nhưng mà không khỏi nghe trực tiếp bằng điện thoại này. Nhưng mà tối mà ổng ngồi thiền, ổng sẽ thấy. Ổng sẽ thấy vị này phá, vị này phá, vị này phá, vị này phá. Nhưng quý vị hỏi ổng không giờ nói, tại vì thiên cơ bất khả lộ mà. Ví dụ ổng ngồi đây, ổng biết sắp có người đi tới ổng, chuẩn bị đánh ổng, là đập ổng, hay là bắn ổng gì đó. Tôi nói thiệt quý vị, mới đi thử tu thiền định thì quý vị sẽ thấy điều đó liền. Nhưng mà người ta không bao giờ nói. Thí dụ quý vị biết tôi ngồi ở bụi xả đó, quý vị lại bắn tôi thì tôi dời qua bên đây, lại bắn cái đùng cái nổ bụi xả thôi, không có nổ tôi vậy thôi. Nhưng mà tôi không bao giờ ghét quý vị. Tại vì sao? Tôi đem cái lòng đại từ đại bi đó mà tôi độ quý vị. Chứ tôi thù quý vị, tôi bắn quý vị thì tôi là ai? Tôi là tục rồi. Tôi không phải là bậc đại giác, bậc tu hành nữa. Cho nên cái bậc tu hành nó tuyệt vời cái chỗ đó đó. Lấy cái lòng đại từ đại bi mà ban cho chúng sanh. Cho nên ngài bị quýnh. Có nhiều người nói ngài hay, không phải hay, nhưng mà ngài phải làm chuyện đó để ngài độ một cái người đó, để ngài trở thành cái bậc đại giác. Chứ còn bây giờ ngài bỏ cái sân cơm cho ngài đánh lộn với cái ông đó nữa thì tu làm sao? Không có tu được. Cho nên cái người tu là phải vậy. Nhưng mà đánh không có sao hết, không có thương tích nha. Có tin rằng đánh cái bụp cái đau là hết liền tại chỗ không? Gia hộ hết ráo, long thần hộ pháp người ta đỡ hết. Nhưng mình thứ phải tu thật nha. Còn mình tu sai là cái miệng mình nó dốc là mình coi chừng đó.
mình coi chừng mình nói cho đã rồi một lát mình khổ. Cái tu không phải ai muốn làm thì làm, nói quý vị phải hiểu rõ điều đó. Không phải ai muốn làm những người sai lầm là lấy danh đạo tạo danh đời. Rồi quý vị thấy khổ chưa? Đó quý vị nhìn thấy khổ chưa? Quý vị nhìn thử coi, tiền tỷ đó quý vị thấy khổ chưa? Bây giờ sống không bằng chết đó. Chứ không phải sung sướng gì đâu. Bây giờ sống không bằng chết mà không biết làm sao luôn đó. Như chẳng hạn như ông thầy Thích Chân Quang rồi ông gì đó, là bây giờ đó là cộng đồng mạng nó quần như vậy rồi, đi đâu dám đi không? Không dám đi. Đi ra mà nó gặp nó không quấn, quấn thì tôi không biết có quấn hay không, nhưng mà nó chửi không có đường mà đi, thì cứ núp ở trong đó hoài, núp ra mà chờ không biết chừng nào lực pháp nó khai thác mình đây. Cái tiền đó phải trả lại thôi chứ, anh thầy tu anh đâu có lấy tiền tỷ bỏ trong mình được. Tiền đó của chùa đó phải của anh. Anh vô là áo này của Đàn Na thí chủ, chùa này của Đàn Na thí chủ, anh làm gì có tiền. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì A Nan có giặt cái y của Phật. Thì khi mà A Nan đem cái y xuống dưới suối, A Nan giặt thì cái y nó nổi không. A Nan mới lấy bốn cục đá dằn bốn góc như vậy này để giặt cái y của Phật. Nhưng mà cái áo, cái y, cái áo của Phật á nổi lên trước mấy cục đá luôn, không giặt được. Thì như vậy A Nan mới lên bạch Phật, thì hỏi Phật tại sao mà cái y con định giặt ngày cuối cùng để mà cho Phật đắp y để mà nhập Niết Bàn mà sao con giặt không được. Thì ngày cuối cùng Đức Phật mới thuyết của cái bài pháp đó, thì ngài mới nói rằng cho ngươi xuống dưới, ngươi lấy bốn hộp cơm, ngươi giặt bốn lần, ngươi sẽ giặt được cái y của ta. Thì sao lấy đầu cơm phải không? Sao ơi, đậu xanh đâu mà. Nhưng mà trong lòng chắc cũng chưa được tin lắm, cho nên lấy bốn hộp cơm dằn bốn góc, thì cái y áo của Phật nó chìm xuống. Khi A Nan giặt xong thì A Nan mới vô bạch Phật, có gì ước không lấy vô chú. Rồi A Nan mới bạch Phật thì hỏi tại sao ngộ vậy, tại sao bốn hộp cơm mà nó lại chìm mà bốn cục đá nó không chìm, nó nổi lên. Thì Phật nói như vậy đó A Nan à, cơm của Đàn Na thí chủ nặng gấp 10 lần đá. Đàn Na thí chủ từ cái cho đến gặt đập cho đến trà gạo để cúng dường cho ta là công đức họ đã vô lượng rồi. Cho nên khi ngươi đã thọ của Đàn Na thí chủ, nếu ngủ quên không trì kinh niệm giới hồi hướng công đức cho chúng sanh, thì sau này sẽ mang lông đội sừng và trả nợ thế gian. Khi ngài đã ra đi là ngài đã thiết cái bài pháp đó rồi. Cho nên cơm của Đàn Na thí chủ đó là như sắt nóng mà nuốt vô bụng vậy. Cho nên đừng có thấy đó mà ăn ngủ là khổ đó, chứ đừng có nói tới ăn lấy. Cho nên những người tu tại sao họ không coi cái đoạn kinh Phật thuyết pháp đó mà họ tu, mà để họ tham của thế gian để làm cái gì? Của thế gian mình còn, nếu mình tu mà mình có khả năng mình giúp cho thế gian, mình không giúp thì thôi, chứ mình lấy của Đàn Na thí chủ làm chi? Nó phải không sếp? Mình lấy của Đàn Na thí chủ để làm gì? Mình là người tu, mình bỏ cái thân này nè thì mình cứu Đàn Na thí chủ, mình không cứu thì thôi, mình lấy của Đàn Na thí chủ để làm cái gì? Cái tội này không chịu nổi đâu. Đã Phật nói là nuốt sắc nóng vô bụng thì sắc nóng vô bụng nuốt vô nó còn sống nổi không? Chết. Đó, cho nên ngày xưa là Đức Phật đã thuyết pháp mấy cái đó rồi. Đó, ngày xưa là Đức Phật không có bận phấn tả như ông Minh Tệ này. Ông Minh Tệ này là hồi đó ông ca giết thôi. Còn Đức Phật đó là áo Bá Nạp. Ngài cũng có lấy đồ kết lại, nhưng mà áo của Ngài là áo Bá Nạp. Cho nên là khi sau này cái ông vua A Dục đó, ông khi mà ông vẽ lại cái hình tượng của Đức Phật á, thì ông tô điểm thêm, chứ ngày xưa Đức Phật không có áo vàng vàng rực rỡ vậy. Vậy đó. Đức Phật ngày xưa tu khiết thực lắm á, tu để mà sau này để lại truyền lại cho đời sau mà. Chứ ngày tu là không thể nói nổi, không nghĩ bàn được. Nói tới Đức Phật là không nghĩ bàn. Không nghĩ bàn là không đếm nổi mà không bàn cái gì được á. Cho nên khi mà ngài thuyết pháp thì người này nói Phật thuyết pháp này kia, người kia nói Phật thuyết pháp này nọ, ngài quào dưới đất một nắm lá cây này nè. Ngài nói
này A Nan, một nắm lá cây của trên tay của ta nhiều hay là nắm lá cây ở dưới rừng nhiều? Thì A Nan mới nói cái lá cây dưới rừng nhiều chứ nắm lá cây trên tay của Phật thì đâu có bao nhiêu. À, thì Đức Phật nói như vậy đó, thì các trí tệ của các ngươi biết cỡ một nắm lá cả tay lá cây của ta thôi, còn trí tệ của Như Lai hiểu bằng cái lá cây của miền đại địa này, khiếp đảm lắm. Đức Phật trí tệ kinh khủng mà đâu có ai mà, cho nên là ngài tu, nhưng mà ngài để lại thì con cháu đời sau này là phá, lấy cái đó mà gạt gẫm người ta. Thì nói chung là trong Phật có ma, trong pha ma có Phật, cho nên là cái đó là không có nói được. Ở trong Phật thì phải có ma, mà ở trong ma thì phải có Phật. Ở trong Phật có ma đó, thấy không? Mà trong ma thì có Phật, có Phật để Phật độ ma, chứ Phật không độ ma thì thành ma hoài, thì biết chết luôn, tan xác luôn chứ không còn gì nói nổi. Thật sự thì khi mà con nghe chú Minh Thông chia sẻ về pháp và về đạo rất là hay luôn. Trời đừng nói vậy. Khi mà nghe thì con nói chú Minh Thông cũng trải qua rất là nhiều những cái xin thưa chú vậy nè, nó nhiều người cũng nói tôi vậy, nói không, tại vì tôi nói tôi không biết chữ thì đâu có tin. Mà nếu con cũng không tin mà nếu chú nghĩ tôi A Di Đà Phật, tôi nói dốc thì tôi ngồi giữa trời tôi niệm A Di Đà Phật tôi nói dốc không? Nếu mà chú xét lên mà tôi cái lớp 4 mà chú biết cái lớp 3 hồi đó nó dở lắm. Cái lớp 3 mà hồi đời trước nữa thì người ta nói hay gì tôi không có biết, nhưng mà lớp 3 hồi đời tôi đó thì còn đánh giành. Nhưng mà thật sự tôi có đi học đâu. Chú nghĩ đi 4 năm ở lại lớp 3 thì chú nghĩ tôi có học không? Khổ quá chừng khổ. Không cơm ăn tối ngày, hồi đó học với bận quần xà lõn rồi áo rách. Thiệt nhiều khi vô trong bàn học ngồi bận quần chết đái ngồi mà cũng không biết mình ngồi. Nó khổ như vậy á. Rồi sao riết ở lại riết rồi cô giáo ra mắng vốn hoài, cái bà má tôi thôi vậy mày đi coi trâu rồi có tiền mua gạo ăn chứ mày học không lên lớp hồng chi, tôi nghĩ luôn đó. Đâu có chữ. Cái sau này chú biết nghỉ một thời gian đi mần mướn đi này kia đi có đụng tới chữ đâu, cho nên sau này nhìn thấy chữ đánh dần không đó. Ví dụ như chữ lên Sài Gòn, chữ Sài Gòn cái sờ ra sai sai quần Sài Gòn mà đứng một hơi, từ nhiều khi chạy đỡ ôm rồi đó, tôi chạy đỡ ôm nữa, mấy thằng đỡ ôm nó ủa mày đứng làm gì, nó coi đường, nó coi nhìn tên vừa chạy vừa coi mắc mớ mình đứng lại, mà mình đứng lại nó dần, mình nói không biết chữ nó coi rẻ mình, giấu nữa. Bây giờ đó học A Di Đà Như Lai mới nói thật, nói thật tất bình thật hết, không có gì giấu, cái sự thật mình phải nói ra. Còn mình lừa đảo lường gạt thì ha, mình nói dốc nói láo rồi đó, chư tôn hộ pháp không gia hộ mình đâu, đâu ai ở không đâu gia hộ, mấy người nói trên trời dưới đất hay là nói này kia. Thì theo con đường mà Phật pháp thì đâu có phân biệt là cái người học, đúng rồi, học giỏi thì đó tổ quậy năng đó. Nếu dẫn chứng đó, phân biệt là người không học với lại người có học, đúng rồi. Chủ yếu là cái con đường mình đi đúng chánh pháp là cái tâm mình nó tốt, mình không có ngã thì sẽ về Đức Phật được. Con cũng cảm ơn chú Minh Thông rất là nhiều, những cái bài pháp và nói về đạo thì chú Minh Thông chia sẻ rất là hay, và nói về thầy Minh Tệ thì chắc có thể là những cái video sắp tới anh em con sẽ chia sẻ về về chú Minh Thông rất là nhiều. Tại vì cũng hiện tại bây giờ thì cũng còn rất là nhiều cô chú mà muốn tu học, nhưng mà mình chưa có biết cách để mình lấy cái cảm hứng hay là lấy bắt nguồn từ đâu để mình tu học á. Thì có thể là những cái video tiếp theo con sẽ nhờ chú Minh Thông cũng sẽ chia sẻ giúp con. Thì giờ nói chú này nè, tôi thì nói rồi thì cũng xin cáo lỗi trước cộng đồng mạng, nói rồi cũng như là tôi chữ thì nghĩa thì tôi không có biết bao nhiêu hết á. Nhưng mà tôi học tới đâu thì thí dụ tôi biết thì tôi sẽ lấy cái gan của tôi mà tôi chia cộng đồng mạng, tôi cũng chia nữa, tại vì tu phải hành. Nhưng mà có sơ sức á, ví dụ nhiều khi tinh tấn nó yếu đó, thì có những gì sơ sức mong cộng đồng mạng tha thứ giùm tôi. Còn cái những cái gì mà tôi biết á thì tôi nói cộng đồng mạng, thì cộng đồng mạng nên ghi nhớ, một là cái cúng dường, hai là cái phóng sanh. Còn bây giờ chùa, xin quý vị cộng đồng mạng cũng đừng có nên mà bỏ chùa hết, uổng lắm. Đi nhưng mà mình làm như thế nào, mình cúng dường như thế nào cho nó có phước, thì đã nãy nói rồi đó, cúng cho Phật đi, tất cả đều cúng cho Phật, một nải túi, một cái bánh, một là dĩa muối gì, cúng cho Phật hết. Còn thầy ổng làm cái gì là chuyện của ổng, lát nữa ổng có lỗi với Phật,
không có lỗi với mình vẫn có phước. Còn phóng sanh nó đừng nên phóng sanh chim nữa, vì con chim nó chả có ai ăn, đừng có lo. Nhưng mà nên phóng con cá trên thớt, không có có tiền thì mua một con, có tiền thì mua 5-10 con, còn không có tiền mua một con, phước báo vẫn tràn đầy. Để nói như vậy, để nói như vậy để cho quý vị cộng đồng mạng hiểu luôn nha. Là ngày xưa ông vua A Xà Tế đó, ông cúng cái lễ hoa đăng của Phật đang làm cái lễ hoa đăng, thì ông đem lại 100 phi dầu để mà ông làm cái lễ hoa đăng đó. Thì cái bà lão ăn mày để bà nghe là ngày mai đức, ba bữa nữa Đức Phật sẽ làm lễ hoa đăng, mà bây giờ mình muốn cúng dường cho Phật thì mình có đâu mà cúng, ba đi ăn mày mình có đâu mà cúng. Cho nên bà quyết tâm là nhịn đói 3 ngày để mua được 3 muỗng dầu. Thì khi mà bà cúng tới ngày lễ hoa đăng, Phật đã cúng đó, thì bà đem lại 3 muỗng dầu bà cúng. Thì A Nan mới đem cái 3 muỗng dầu bà rót lên cái chén đó để mà đốt cái đèn hoa đăng. Thì như vậy là sáng rồi thì Đức A Nan ra nhìn thấy tất cả đèn của ông vua A Xà Tế tắt hết, chỉ còn một ngọn đèn của bà lão ăn mày cháy thôi. Thì ngài mới lấy cái tay áo ngài quạt để cho nó tắt, bị sáng rồi. Nhưng mà ngài quạt càng ngày nó cháy càng to, ngài quạt càng ngày nó cháy càng to. Thì ngài mới vô ngài bạch với Phật: con xin thưa Phật là bây giờ cái đèn còn có một cái đèn của bà lão ăn mày thôi mà nó không quạt, càng quạt nó càng cháy càng cao. Thì như vậy Đức Phật nói bà lão ăn mày bả cúng bằng cái tâm, cho nên cái ngọn đèn của bả thành kim cang bất tử rồi. Ngươi chấp tay lại niệm Phật thì nó tự tắt, còn nếu ngươi quạt thì nó sẽ cháy áo ngươi luôn. Còn ông vua Xà Tế ông cúng nhiều. A Nan có hỏi: ông vua Xà Tế sao ông cúng nhiều mà không có như vậy? Ông vua Xà Tế ông muốn cúng mấy trăm phi mà không được, vì dầu đó không phải của ổng đó. Cho nên là cái công đức vô lượng là nằm ngay đó. Cho nên quý vị đừng có sợ mà tôi nay tôi phóng sanh nhiều được nhiều không, đừng có sợ cái đó. Quý vị giành giật cái sự sống là quý vị đã có phước đức rồi. Con cá trên thớt là tuyệt vời, chứ đừng có nên mua con cá con hay là mấy con chim này thả nó phí lắm. Giờ khi phi thả ở đây cái nó chạy đó, nó bắt đem lại bán nữa cũng như cái mình suối nó làm chuyện làm chuyện không đúng vậy đó, phải không? Là không có phước gì đó rồi. Vậy làm gì cũng quay cái tâm ha. Dạ dạ vô Phật. Ừ, rồi vậy thì con cũng chúc cái con đường tu dạ. tập của dạ. chú Minh Thông càng ngày càng được tinh tấn. Dạ dạ rồi, cảm ơn nhiều cái cảm hứng cho rồi. Thì có cái gì thì tôi biết cái gì mấy chú hỏi thì tôi sẵn sàng nói hết. Tôi không có bao giờ giấu giếm bất cứ thứ gì hết. Tôi không có để thứ gì. Nhưng mà quý vị cũng nên nghe lời ông thầy Minh Đệ đi. Là một cái là cái gì là cái giữ giới là tuyệt vời. Tại ngày xưa Đức Phật cũng có nói, khi Đức Phật nhập Đức Bàn thì A Nan có hỏi: thì Đức Phật nhập Đức Bàn rồi tụi con giờ làm sao? Thì Đức Phật mới nói: các ngươi nên giữ giới và lấy giới lực làm đầu. Và không dựa vào ai hết, chỉ dựa vô chánh pháp và dựa vô mình thắp đuốc lên mà đi. Yeah. Đức Phật có thuyết pháp cái cuối cùng là nói A Nan như thế, chả có dựa vô ai, chỉ dựa vô chánh pháp thôi. Thì mình phải giữ giới, thấy không? 5 cái giới đó là mình giữ rồi là cái nhà mình là thấy ngon lành liền hả? Không trộm cắp, không tà dâm, rồi là không uống rượu, rồi là mình không uống rượu, vợ mình nó cưng mình ghê, không có gì đâu. Mình uống nhưng mà không phải là mình ở đức như là cái người tu. Nhưng mà lâu lâu thí dụ có bạn bè rồi đó, mình đừng làm hoài, hay là hoặc mình ví dụ mình đi tác nghiệp, mình đi làm này, nếu mình uống vợ mình nó thương mình, cái mình nó biết mình uống rượu nó buồn lắm, nó sợ xe cổ đâu nè. Đó là mình thấy an lạc chưa, mà nó chắc ăn là chồng tôi đi là không bao giờ uống, thì nó nhà nó vui vẻ, nó lo làm ăn mà nó không có sợ cái gì hết. Đó là cái giới của những cái giữ giới đó là tuyệt vời. Yeah,